đi vào tống thành không nói hai lời, bước chân hẳn vừa chuyển, vũ như đã líu díu đi theo, không quên kéo cả an nhiên đi cùng. Một trận đòn thù này không tránh được. Cô ảo não bước vào phòng an. Tống Thành đã ngồi ở đầu bàn lớn, Nguyễn Vũ như lập tức chọn vị trí bên tay phải hẳn ngồi vào. Theo thứ tự, An Nhiên miễn cưỡng ngồi ở ghế tiếp theo, cạnh Vũ như nhưng cô vừa định kéo ghế tống thành đã gõ gõ xuống mặt bàn bên trái ngồi đây cô lắc đầu chỗ này là được rồi hắn không chịu buộc cô phải đổi chỗ mới hài lòng vũ như đưa mắt nhìn theo không giấu được ghen tị ba người vừa ngồi xuống bữa sáng đã được đem lên là cháo bào ngư lúc còn ở nhà an nhiên thấy mẹ và chị gái ăn món này nên mới nhìn qua là cô đã nhận ra có điều cô chưa từng được ăn giá cả đắt đỏ nên hoàng phương chỉ dành cho mình và con gái lớn thưởng thức cô lúng túng nhìn vũ như chậm rãi thưởng thức mỹ vị từng động tác đều duyên dáng thanh nhã trong bụng cô bỗng nổi lên một trận cồn cào khó tả lúc trước còn nợ mấy chục triệu tiền hoa hồng của tống thành bây giờ ăn bào ngư của hắn có khi nào số nợ sẽ tăng phi mã hay không Cô lén lút liếc sang phía hắn dò xét. Tống Thành đã ăn xong từ lúc nào, thấy Vũ như gọi người mang lên trái cây trắng miệng toàn là những loại xa xỉ, hắn cũng không phản ứng gì. An Nhiên lại nhớ đến lúc Hà Văn Nhĩ băng băng chạy tới hết giá 500.000 một bông hồng, cảm thấy đúng là mỉa mai. Hẳn ở xa như vậy còn sai người vội vàng đến tính nợ cho cô lúc này vị trí thấp kém của cô trong mắt hẳn lộ ra rõ nhất hoàng phương từng dạy con gái tình yêu của người đàn ông được đo bằng số tiền hẳn bỏ ra cho người phụ nữ nguyễn chính quốc tuy đi công tác biển biệt nhưng vẫn gửi tiền đều đặn cho bà thỏa sức tiêu xài chắc chắn ông vẫn yêu bà rất nhiều bà không cần quá lo lắng phòng ngừa đám yêu nữ bên ngoài đem cái thang ấy mà so xem ra tống thành rất chiều chuộng vũ như hẳn là cũng thích chị ta đi an à nhiên nghĩ mãi vẫn không hiểu nếu đã vậy tại sao hẳn không để cô đi phải chăng ngày đó hắn quá vội vàng làm giấy đăng ký kết hôn vì sợ điều tiếng bên ngoài ảnh hưởng đến uy tín nhà họ tống và giờ thì hắn hối hận nên mới tìm cách ép cô làm cho cô không chịu nổi càng nghĩ an nhiên càng cảm thấy rối tỉnh rối mù đến khi cô phát hiện ra thì tống thành đã nhìn cô được một lúc lâu rồi không thích bào ngư hắn cau mày định gọi bà hai nhưng cô vội cản lại chắc chắn hắn sẽ bắt bà nấu món khác ép cô ăn còn bát cháo này dù có đổ đi cũng rất dễ tính tiền trên đầu cô An Nhiên cuống quyết đáp, có thích nói xong, cô vội xúc một thìa cháo đổ vào miệng, chứng minh hùng hồn. Tống, Thành lấy thìa của hẳn xúc thêm một miếng bào ngư trong bát đút cho cô, Quang Minh chính đại nói, bào ngư rất ngon và bổ, đợi cô miễn cưỡng nuốt xong, hẳn lại ghé sát tai cô nói tiếp, bào ngư của em cũng vậy, An Nhiên suýt chút nữa phun cả ra ngoài. Vô liêm sỉ, gò má cô đỏ bừng, lan cả đến tận mang tai hai người một bên cợt nhà chọc ghẹo một bên cúi gằm mặt ngượng ngùng khiến vũ như tức phát khùng cô không kiềm chế được một câu châm chọc em gái biết cách làm nũng thật còn để người khác đút tận nơi mới chịu ăn vì có mặt tống thành nên vũ như không dám nói quá lời chấp nhận an phận đóng vai bị thiệt thòi an nhiên bị châm chọc thì biết ý quay đi nhưng tống thành lại không đồng ý hẳn vẫn xúc thêm một thìa nữa ép cô ăn cô chống cự mãi không được lại phải nuốt thêm một thìa nữa nước cháo lem ra khóe miệng cô chưa kịp làm gì thì tống thành đã dùng ngón tay lau qua đưa lên miệng nếm một cử chỉ thân mật như vậy cũng đủ khiến vũ như mất hết kiên nhẫn cô gắt gỏng, trước mặt chị còn cố tình là lời khiêu khích chồng chị, em có nghĩ chị đau lòng thế nào không? Xem ra chị còn phải học hỏi em nhiều. Chiếc thìa sứ rơi thẳng xuống bát cháo, ảo ra âm thanh chói tai. Vũ như biết mình lỡ lời, vội vàng im bặt. An nhiên hai má vẫn đỏ bừng, khó chịu nhìn lên. Đúng là một buổi sáng tồi tệ đã bị bắt ép phải ăn chung với những kẻ mình không ưa, lại còn bị vũ như mắng là lẳng lơ tới hai lần. Chưa hết, lại còn tống thành một bên đang làm ra bộ mặt đen như than khiến cô chịu hết nổi. Cô quay sang túm lấy cổ áo tống thành kéo xuống. Hắn còn chưa kịp kêu vũ như im miệng thì đã thấy bóng cô đổ ập xuống, đôi môi hắn tức khắc chạm ngay vào thứ mềm mại, ngọt ngào. Cô ấy chủ động hắn ngẩn ra, đến khi định thần lại mới vội vàng cắn lấy bờ môi ngọt ngào của cô, giành lại thế thượng phong. An nhiên không biết kỹ thuật chính xác phải làm thế nào, cứ cọ sát lung tung làm hẳn muốn phát hỏa. Cô, bắt trước cách hẳn vẫn làm, rụt rè dùng đầu lưỡi đinh hương miêu tả viên môi hẳn. Trong phút chốc Tống Thành bỗng quên sạch mình đang ở đâu, bên cạnh còn có ai không? Đây là lần đầu vợ hắn chủ động, hẳn nhất định không thể tận hưởng qua loa. Ngay lúc Tống Thành vươn đầu lưỡi đáp lại thì An Nhiên đã rứt khỏi môi hắn. Cô tức giận nhìn Vũ như khiêu khích chị nhìn rõ chưa? Anh ta thích như thế đấy. Muốn bắt trước thì cứ việc làm theo. Tống Thành vẫn còn trong cơn choáng váng, thấy An Nhiên đứng phát dậy, hắn theo. Phản xạ níu tay cô cử chỉ này của hàn thành công khơi lên ngọn lửa ghen tuồng điên cuồng của vũ như em dám trêu đùa chồng chị người đàn ông cô khao khát suốt bốn năm nay vẫn không có được mà an nhiên lại dám mang ra bỡn cợt đây là tát vào mặt cô an nhiên chừng mắt đúng đấy có trách thì trách anh ta tự mình bỏ lên giường tôi tôi trêu đùa thì đã làm sao Bao nhiêu oán hận cô dồn cả vào một nụ cười lạnh. Chuyện vợ chồng nhà các người thì tự đi mà giải quyết với nhau. Chơi một mình không đủ, còn muốn lôi cả cô và con trai vào ư? Cô không cho phép bọn họ dám đạp lên tôn nghiêm của mình. Dẫu biết rằng Tống Thành chỉ cần búng một ngón tay, cô sẽ thảm hơn cả chết, nhưng nếu không thể thay đổi được kết cục, cô sẽ làm cho bọn họ cũng phải chịu tổn thất không ít thì nhiều cô sống không dễ dàng nguyễn vũ như cũng đừng mong được thoải mái tống thành vừa được an nhiên đưa lên mây xanh chưa kịp thích nghỉ hoàn cảnh đã bị cô tống cho một đạp văng thẳng xuống bùn đen tạo thành một cái hố sâu hoam xem ra hắn dễ dãi với cô quá nên cô mới dám lên mặt như thế hai mắt hẳn tối sẫm lại cánh tay giản đanh túm lấy cổ an nhiên đè cô xuống mặt bàn kính Cô hốt hoảng quơ quào, làm cho bát cháo bay xuống nền đá, vỡ toang. Nước cháo loãng bắn tứ tung, làm bẩn cả gấu quần đắt tiền của Tống Thành. Hắn mặc kệ, bàn tay như thép siết chặt cần cổ mềm mại, hơi thở nặng nề phả trên mặt cô, làm lớp lông tơ dựng ngược cả lên, trêu đùa. Được chúng ta cùng nhau đùa vui một chút hắn nhấc cả người an nhiên đặt lên bàn một tay vẫn khóa chặt cô không cho cô thoát một tay thành thạo luồn xuống dưới váy lột phăng mảnh gen bé xíu vũ như đứng một bên tái mặt nhìn tống thành đưa mảnh vải nhỏ lên mũi hít một hơi thật sâu hắn cười gắn vui không vẫn còn nhiều trò nữa bàn tay tàn ác lại tiếp tục đưa xuống lật vạt váy của cô lên trước nguy cơ bị lột sạch trước mặt bàn dân thiên hạ an nhiên liều mạng giữ chặt gấu váy mặc kệ cho cổ mình bị người ta bóp đến phát đau cô cố đạp chân để đuổi hán nhưng lần lượt từng chân đều bị tống thành bắt được đem đè chặt lại tạo thành tư thế hết sức khó coi cô hét ầm lên buông ra anh điên cái gì màu cút ra tiếng gào khóc của an nhiên làm cho vũ như bừng tình Cô ta đang làm cái gì đây? Đứng chơ mắt nhìn người mình yêu nhất làm chuyện đó với kẻ mình hận nhất sao? Vũ như liều mạng xông vào can ngăn, anh Thành, bình tĩnh lại. Anh tha cho an nhiên đi cả thân người Vũ như chen vào giữa làm Tống Thành không còn cách nào khác đành phải buông tay. Vũ như khéo léo ôm lấy hẳn, dựa hoàn toàn vào người hẳn. Nếu hắn có muốn thì vẫn còn thân thể cô đây này. An Nhiên thấy có người tình nguyện chết thay thì vội vàng từ trên bàn nhảy xuống, loạn trọng bỏ chạy về phòng, quên hẳn việc nhặt lại mảnh vải gen mà Tống Thành lột ra. Cô sợ đến run rẩy cả hai chân, cảm thấy như mình lại. Vừa chết hụt một lần nữa. Nơi này quá đáng sợ, nếu ở lâu, cô nhất định sẽ bị nghiền nát. An Nhiên hốt hoảng mở tủ quần áo, lấy ra bức thư đã viết cho Hoàng Kiên, nhanh chóng mang đi gửi cô vừa mới ra khỏi cửa phòng liền khựng lại bởi một người đang đứng chắn trước mặt thế này là sao người vừa tới đứng ngay trước cửa phòng an nhiên trên tay cầm một khay kim loại nhỏ nở nụ cư cô an nhiên mời cô về phòng có chút việc cần kiểm tra an nhiên nhìn khay nhỏ bày một ống nhựa cùng vài thứ dụng y tế thì sợ hết hồn không nói được câu nào thấy cô kinh hãi nữ y tá liền trấn an chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi cô đừng lo lắng cô chịu khó một chút lấy mẫu nước tiểu là xong nghe thế an nhiên mới thở phào theo sự hướng dẫn của nữ y tá cô mang ống nhựa vào nhà vệ sinh ít phút sau đã đi ra y tá thuần thục đeo găng làm một loạt thao tác nghiệp vụ mà an nhiên cũng không hiểu cô tò mò hỏi vì sao lại khám sức khỏe vào hôm nay trước khi tới y tá đã được hà văn nhĩ dặn dò rất kỹ về việc làm xét nghiệm thử thai tuyệt đối không được lộ ra cho nên cô rất chuyên nghiệp đáp rằng lịch khám định kỳ được đặt vào thời điểm giao mùa hàng năm đây là lúc mọi người thường cảm thấy mệt mỏi nhất cho nên cũng tranh thủ khám rồi lấy một ít thuốc bổ để minh chứng cho lời nói của mình y tá quả thực mang ra một hộp vitamin dặn dò cô cách uống sau đó mới rút lui an nhiên không biết y tá chưa hề rời đi thực sự mà chỉ kín đáo đến phòng của hà văn nhĩ quản gia có kết quả xét nghiệm rồi hà văn nhĩ vội vàng đi lại ông đang nôn nóng sắp chết rồi nếu quả thực là an nhiên mang thai chắc chắn trong nhà có nhiều xáo trộn một cô chủ nhỏ hay cậu chủ nhỏ ra đời sẽ làm cho biệt thự ít người này thêm rộn rã tươi vui nhưng một bên ông vẫn thấp thỏm nếu đứa trẻ đó không phải con của cậu chủ thì là của gã mắc dịch nào mới được chứ y tá nhìn hà văn nhĩ tung tăng đi tới không đành lòng tạt cho ông một gáo nước lạnh cô an nhiên không có thai cơ thể có phần suy nhược do sức khỏe kém thiếu ngủ lại suy nghĩ nhiều hà văn nhĩ nghe đến đâu thì tâm trạng buồn vui lẫn lộn đến đấy coi như chưa có gì lại quay về vạch xuất phát là được rồi ông vội đem điều này báo lại cho tống thành hắn đang ở thư phòng nghe xong thì rất mực trầm ngâm đến nỗi hà văn nhĩ khéo léo cũng không nhìn ra thái độ gì mãi một lúc sau tống thành mới nói không mang thai mà lại ngủ nhiều, ăn uống cũng thất thường. Hôm nay khó khăn lắm mới ăn được hai miếng cháo, sợ là lại phun cả ra rồi. Tâm tính cũng thay đổi là cớ làm sao? Có trời làm chứng, từ bé tới lớn hắn chưa từng phải đoán tâm tình phụ nữ. Bởi đàn bà là loại sinh vật rất dễ nuôi giống như con mèo vậy. Cho họ thứ họ muốn, họ sẽ meo meo hai tiếng rồi mặc xác bạn không cho họ thứ họ muốn, họ sẽ chạy theo làm nũng với bạn. Tước đoạt thứ quý giá của họ, họ cao. Chết bạn Tống Thành vẫn lấy sự thành đạt của mình để dỗ hạ cẩm, lấy tiền. Tiêu vặt dỗ Tống Nguyệt Sương, lấy Hà Văn Nhĩ để dỗ bà hai. Còn với An Nhiên, hắn chỉ có duy nhất video của cá chép để đe dọa cô. Hắn chẳng biết cô thực sự thích cái gì. Tống Thành thở dài, vậy là vợ hắn hoặc là bị lãnh cảm, hoặc là không phải phụ nữ. Không đời nào, rõ ràng cô ấy ở trên giường ướt át đến như vậy, chắc chắn là thích hắn. Chỉ ít cơ thể cô thích hắn. Hà Văn Nhĩ thấy cậu chủ nhà mình thở dài dữ quá, bèn nói, có khi nào cô An Nhiên thích cậu rồi chăng? Tập tài liệu trên tay Tống Thành suýt thì rơi xuống đất. Thích ông quản gia già mang kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ làm trai tân gia suy đoán, lúc cậu ở nhà, cô ấy rất hoạt bát, chạy nhảy, hò hét. Cậu vắng nhà, cô ấy liền ỉu xìu, không thiết tha ăn uống. Đến lúc cậu về thì làm nũng để cậu phải đút cho ăn. Còn chuyện kia, ông ngừng lại, nhớ tới nụ hôn bất chợt của cô trong phòng ăn hẳn là lúc trước nguyễn vũ như đã nói gì đó khiêu khích khiến cô ấy tức giận nên mới thị uy hàm ý cốt là để cô ta thấy hai người ân ái mặn nồng thế nào hà văn nhĩ càng nói tống thành càng cảm thấy thực có lý dù sao hẳn là dạng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền phụ nữ ái mộ hắn có thể xếp hàng vòng quanh cái hồ cá sấu chưa hết còn cô thì nghèo rất, nhan sắc thì ừm, thôi chấp nhận được, lại còn có con riêng. Chắc chắn là tự tỷ trước hẳn rồi. Hắn cảm thấy mình cần phải làm cô tự tin nói ra đoạn tình cảm này mới được tống Thành đem theo suy nghĩ đó tới công ty, định gặp Ân Lãm đại tổng quản tham vấn một chút, dù sao cậu ta cũng suy nghĩ, bằng não của cả hai giới Nguyễn Vũ như thấy Tống Thành sửa soạn đi làm thì ngạc nhiên lắm cô vội chạy tới nhắc nhở hắn hôm nay mẹ gọi chúng ta về thăm mẹ anh quên sao tống thành không buồn mẹ tôi hay mẹ cô vũ như ngượng ngùng đáp là bác gái xê lại một cái hăn lạnh nhạt nói tôi bận sau đó lên xe đi thẳng vũ như tức điên người một tiếng bận mà coi như xong sao nhìn ánh mắt mềm mại của hàn liếc lên ban công trước khi đóng cửa xe mà xem đúng là muốn chọc tức cô xe tống thành lăn bánh rời khỏi biệt thự vũ như tính quay vào nhà thì thấy an nhiên lén lút đi ra vườn bằng cửa phụ cạnh nhà bếp vì sao không đi cửa chính cô ta muốn ra vườn làm gì lại cắt hoa chẳng lẽ số nợ kia vẫn chưa đáng sợ Vũ như nhìn An Nhiên lén lén lút lút đi về phía chiếc xe tải, trong lòng nổi lên một trận nghi ngờ. Làm chị em với nhau từ nhỏ, cô ta biết chắc chắn An Nhiên không thể nào ngu ngốc đến vậy. Phải chăng đang tìm cách trốn ra ngoài, liên hệ được với Hoàng Kiên hay người của Cấn Trần Ninh rồi? Từ sau vụ đột nhập bắt người bất thành, toàn bộ biệt thự được trang bị thêm một lượt an ninh. Nữa, người ngoài muốn vào cũng không dễ dàng gì. Vũ như cảm thấy nếu mình không nhúng tay vào, sau này sẽ khó đòi chia phần với cấn Trần Ninh. Cô bèn vội vàng theo dấu an nhiên. Chiếc xe tải chở hàng hóa vào biệt thự rừng khoảng 20 phút. Tài xế khuân hàng cho bà hai kiểm kê xong xuôi thì đứng nói chuyện một lát. Anh ta là người mới, cũng muốn tranh thủ tạo thêm thiện cảm về người của nhà chính để sau này tiện bề làm ăn an nhiên đến gần xe tải ngó nghiêng một chút xem bước tiếp theo nên làm thế nào không ngờ vừa lại gần thì hà văn nhĩ thình lình từ đâu mọc ra ánh mắt sắc bén như diều hâu cô an nhiên tới đây có chuyện gì thế chết tiệt ông quản gia này mẫn cán quá rồi Cô vội vã buông hai bàn tay đang úp trên ngực để giữ bức thư trong ngực áo tỏ ra tự nhiên. Tôi, không có gì. Hà Văn Nhĩ bằng con mắt tinh tường của người làm nghề quản lý công việc gia đình, đi tới gần cô dò xét chắc cô đang tìm thứ gì. Tôi có thể tìm giúp. A a a, nói vậy là ông ấy không chịu đi sao? An nhiên cố trấn an trái tìm đang đập loạn xạ của mình cô lý nhí không tôi làm sao đây cô không quen nói dối nhưng bây giờ mà nói tôi không tìm cái gì cả thì chẳng khác nào khẳng định đúng là tôi đang làm chuyện khả nghỉ đây cô loay hoay mãi chưa biết làm sao thì vũ như từ phía sau đã đi tới sao rồi em gái đã nhờ tài xế mua được cộng cái ánh mắt đẹp của vũ như vừa liếc an nhiên đã hiểu ngay cô vội nói muốn nhờ mua kem dưỡng da hà văn nhĩ thấy da an nhiên rất sáng và mỏng nghĩ đúng là da đẹp như vậy thì phải chăm sóc cẩn thận ông nói có mỹ phẩm ngoại nhập rất tốt thường đưa tới cho bà chủ và cô nguyệt sương để tôi bảo người lấy cho cô một bộ an nhiên vội xua tay không không tôi dùng hàng nội địa quen rồi có một hãng làm thủ công bằng các loại nguyên liệu tự nhiên nhưng không dễ mua. Cho nên muốn nhờ người ra ngoài kiếm giúp cô vừa nói đến đấy, anh chàng tài xế mới đi ra cũng nghe thấy, liền hồ hởi nhận lời mua giúp. An nhiên thở phào, đọc tên cửa tiệm cho anh ta. Ơn rời, Minh Châu bạn cô rất thích đồ của tiệm này, không chỉ mỹ phẩm mà tất cả các loại dầu gội, sữa tắm đều mua hết nếu không thì người mới chân ướt chân giáo về nước đã bị bắt cóc như cô đâu có biết cái tên thương hiệu gì. Nhìn anh tài xế vui vẻ rời đi, còn hẹn ngày mang kem dưỡng ra tới, cô như cất được tảng đá trong lồng ngực. Bức thư này xem ra vẫn còn cơ hội gửi đi. Sau chuyện này, cô càng tin Vũ như sẽ giúp mình trốn thoát bởi chắc chắn cách Tống Thành chút giận lên cô như sáng nay không phải là điều chị ta mong muốn sau khi làm lắng dịu nghỉ ngờ của hà văn nhĩ nguyễn vũ như lập tức về nhà mẹ đẻ cô phải mau chóng mang việc này kể với bà hoàng phương nghe con gái thuật lại câu chuyện không khỏi nhíu mày con danh đó thực sự muốn trốn lúc trước vì cứu con gái cùng với mối hôn sự vô cùng hời này mà bà buộc phải đưa nguyễn an nhiên vào thế mạng không ngờ Tống Thành lại giữ dịt lấy cô, nhất quyết không thả người, khiến Vũ như lâm vào cảnh có nhà không thể về, ngay đến tấm chồng lý tưởng cũng mất luôn. Bàn thua này vẫn khiến bà cay cú mãi. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ ha. Nếu nó tự mình trốn đi, con càng nhàn. Không phải ngày nào cũng thấy bản mặt đáng ghét của nó lờn vờn xung quanh. Hoàng Phương nhấp một ngụm trà hoa cúc mật ong, chậm rãi suy xét thái độ của con rể hiện tại có thay đổi không. Không hỏi đến Tống Thành thì thôi, nói tới lại khiến Vũ Như khó chịu. Cô hậm hực, sáng nay con nhắc anh ấy về thăm bác gái, anh ấy còn lạnh nhạt với con. Đêm nào con cũng để cửa phòng mà không thèm tới. Con chủ động thì anh ấy ném con ra ngoài. Đúng là tức muốn ói máu thế thái độ với con danh kia thì sao vũ như lập tức đỏ hoe hai mắt con không biết sáng nay bọn họ cãi nhau một trận anh ấy tức giận bóp cổ nó còn muốn xé váy áo ngay tại bàn ăn hai mắt hoàng phương quắc lên xé váy áo vũ như gật đầu còn còn có ngay trước mặt con làm sao mà cô dám mở lời kể những hành động khiếm nhã thô bỉ đó của hắn trước mặt mẹ mình cơ chứ? Dù có ăn chơi chắc táng đến đâu, Vũ như cũng chưa dám xuồng xã trước mặt phụ huynh. Rõ ràng nhìn bên ngoài là Tống Thành đang làm cho an nhiên nhục nhã. Nhưng kỳ thực nếu ai từng trải qua chuyện thân mật rồi đều biết người đàn ông chấp nhận hạ mình làm những hành động kia nhất định là tôn sùng cô gái tới cỡ nào mà đâu phải chỉ một lần, trước kia Vũ như đã chứng kiến Tống Thành quỳ trước giường, vùi đầu say mê chăm sóc an nhiên từng ly từng tí. Từng ánh mắt đảm đuối, cử chỉ khao khát đều khiến cô nổ tung vì ghen tị đến nỗi chút hận lên đầu thẳng nhãi cá chép. Anh ấy còn, đút cho nó ăn. Rốt cuộc cô đánh trống lảng, không dám mang việc kia kể ra. Hoàng Phương ngả người ra sau ghế, lặng thinh một hồi lâu cuối cùng bà nói xem ra con rể đang lún sâu vào rồi càng để lâu sợ là càng khó dập lửa hiện tại an nhiên vẫn còn đang lưu luyến hoàng kiên nên cố gắng đẩy nó ra khỏi biệt thự càng sớm càng tốt con cũng nên nghe ngóng về cá chép để đưa nó đi luôn chừng nào tống thành còn khống chế thằng bé chừng đó an nhiên còn trần trừ ở lại Nói đến đây, bà dừng lại một chút cho Vũ như kịp tiếp thu. Hoặc là con nhanh chóng đưa hẳn vào chồng, sinh đứa. Một giọt máu đào hơn, ao nước lã, đó con rể sẽ chẳng giữ lại một đứa trẻ vừa không phải con mình mà mẹ nó lại cắm sừng mình đâu. Vũ như nhăn nhó, con không có cách tiếp cận anh ấy. Đêm nào anh ấy cũng ngủ ở phòng an nhiên hoàng phương liếc con gái một cái uyển chuyển nhấp một ngụm trà triết học nói rất rõ vật chất quyết định ý thức cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi theo con cần làm cho hạ tầng của hắn vùng lên trước bản thân hắn càng mạnh mẽ thì khi chiến đấu với bản thân hắn càng dễ thua nghe tới đây vũ như lờ mờ hiểu ra vấn đề vậy mẹ kiếm giúp con chút thuốc loại nào không để lại dấu vết ấy con sợ anh ấy thấy bất thường sẽ cha ra hoàng phương gật đầu lại nghĩ đến lê bảo an từ sau sự cố thuốc mất trí nhớ tạm thời kia bà phải mất mấy món đồ hiệu đắt tiền mới giữ được quan hệ tốt với bà ta vũ như lại nói thêm con viết lại biển số xe tải rồi đây mẹ tìm cách giao cho hoàng kiên xe này hẹn ba hôm nữa lại đến đây là lịch cố định giao hàng Mẹ nói anh ta cứ chú ý quan sát sẽ có ngày đón được an nhiên giao hẹn xong xuôi vũ như ung dung đi mua sắm cô tranh thủ gọi cho cấn hạo ninh để vui đùa một lát từ sau sự cố đột nhập bắt người bất thành anh trai của cấn trần ninh cũng không cho phép xê lạc tỏ ý coi thường cô ra mặt thật tức chết mặt trời rất nhanh đứng bóng người trên đường cũng thưa thớt dần trên tầng cao nhất của tòa nhà nc building tống thành bực bội đi đi lại lại hắn quên phén mất là đã tống khứ trợ lý của mình đi châu âu từ đời nào chỉ vì mấy đoá hồng của an nhiên hắn vội vàng đuổi cổ đại tổng quản của mình đi mà không cần suy nghĩ giờ thì hay rồi ai làm quân sư cho hắn bây giờ cánh cửa vang lên hai tiếng gõ sắc nét có chừng mực vào đi, Diệp Phong một thân đồ đen sải bước đi vào, toàn thân toát ra hương vị lãng tử quyến rũ khó cưỡng. Anh vừa mở miệng chào hỏi đã bị Tống Thành quăng cho một câu, thu cái bộ dạng thả thính đấy lại. Diệp Phong nhè răng cười, ngay cả tư thế ngồi xuống ghế cũng không giấu vẻ nghênh ngang đào hoa, bộ dạng đẹp trai là do cha sinh mẹ đẻ thính có thể thu chứ đẹp trai thì không thể, đang lúc tống thành cáo kỉnh, không có kiên nhãn đâu nói đùa. Hẳn cộc lốc hỏi, kết quả có chưa? Diệp Phong không cười nữa, ánh mắt vừa chớp liền khôi phục vẻ lạnh lẽo, sắc sảo, đã có. Nước trà không hề có độc. Tuy nhiên, bên trong lại có vài sợi lông li ti giống như của một loại sâu gì đó, tống thành cực kỳ cảnh giác. Trà đó thanh tiền bắt đầu pha khi hắn tới. Chén cũng được tráng nước nóng cẩn thận. Nếu có sâu, chắc chắn không phải ngẫu nhiên nó tự bỏ vào. Hơn nữa, nước trà lúc cô đưa. Cho hẳn còn nóng rẫy hẳn không uống được chẳng có con sâu nào rơi vào lại toàn mạng đi ra. Mới gặp một lần đã tìm cách hạ độc sao? Không phải vì hẳn từng thu mua công ty nào đó của nhà cô ta đấy chứ? Diệp Phong nhè răng cười, biết đâu người ta thấy anh đẹp trai khỏe mạnh, ưng mắt quá nên muốn bắt về nuôi. Tập tài liệu trên tay Tống Thành bay thẳng vào bản mặt nhè nhờn của Diệp Phong, dừng cách ra mặt anh ta đúng một đốt ngón tay út. Anh ôm tập tài liệu xuống, nghiêm túc nói, "Sếp, có lẽ nào Thanh Tường biết thân phận thực sự của anh, tính trèo một chân lên giường của anh không?" Tống Thành theo phản xạ hừ mũi, "Giường của tôi đã đủ người. Cô ta muốn leo lên mà được chắc. Nguyễn An Nhiên gần đây thế nào? Đã ngoan ngoãn quy thuận anh rồi chứ?" Diệp Phong vốn là hỏi thăm thật lòng, không ngờ lại chọc đúng vào vết thương của hắn. Tống Thành đen xì mặt mũi nói, cô ta là loại đàn bà cứng đầu nhất mà tôi gặp. Mặn nhạt đều không ưa, Diệp Phong hiếm khi thấy tổng tài nhà mình chịu bó tay trước việc gì, lần này xém chút nữa vò đầu bứt tai, chắc chắn là đối phương khó chị. Anh vội vàng dốc hết vốn liếng của mình ra tư vấn, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa mà xếp ơi. Mâu thuẫn cái gì cũng cứ mang lên giường mà giải quyết triệt để em thấm ngay em đã hy sinh thân mình để kiểm chứng phương pháp này tỷ lệ thành công là trăm phần trăm đấy Tống thành khinh bỉ nhìn cấp dưới đang cười tươi giói, khoe vẻ đẹp phơi phới như gió xuân. Cậu còn chưa có vợ cái kiểm chứng đó không có giá trị. Nếu vợ cậu mà cứng đầu đến nỗi cậu vừa đè cô ta cô ta lập tức cắn lưỡi thì sao? Diệp Phong đần mặt được em thị tẩm là phúc phận của cô ấy, sao lại cắn lưỡi được? Chắc chắn kỹ thuật quá kém nên mới làm đối tác cắn nhầm lưỡi thôi. Lần này là một tập hồ sơ bay vèo đến trước mặt Diệp Phong. Anh lập tức tỉnh ra, nguyện an nhiên thực sự cắn lưỡi. Kiên quyết như vậy, Tống Thành cầu có ngồi xuống ghế, quay ra nhìn không gian bao la từ khung cửa kính sau lưng tự cần lưỡi còn nhẹ sáng nay cô ta còn cưỡng hôn hắn nói là muốn trêu đùa hẳn vì hẳn tự mình dâng tới cửa nữa kia nhục nhã này để đâu cho hết thấy sếp mình ở công ty hô mưa gọi gió về nhà lại bị vợ nhảy lên đầu diệp phong muốn giúp nhưng cũng không biết giúp làm sao anh vò ve hiến kế, hay xếp tặng quà đi tống thành ảo não, tặng hoa, tặng quà xa xỉ đều không thích còn đem hoa kia vứt vào sọt rác nữa. Chí não Diệp Phong hoạt động tanh tách vậy tặng đồ ăn. Con gái là chúa mỏ khoét. Tôi nhớ cậu có người anh em có nông trường ở Bắc Mỹ phải không? Diệp Phong ngẩn ra, có. Thằng ba đi anh cũng gặp rồi. Á, à, bảo cậu ta gửi một ít nam Việt quất về đây. Có loại quả mọng nào tê ngon cũng mang về. Diệp Phong lại càng ngốc hơn, ủa chỉ vậy. Bộ anh tính lấn sân sang bên nông sản. Tống thành nhàn nhạt nói. Mở thèm trái cây chua ngọt. Ôi Diệp Phong vỡ lẽ. Rõ ràng phút trước vừa nổi khùng vì không chỉ được phút sau đã tự mình đội người ta lên đầu rồi sếp à con đường thê nô của anh còn dài lắm những lời này diệp phong chỉ dám để trong lòng nếu nói ra sợ là vé đi châu âu của anh sẽ được đặt ngay tắp lự diệp phong nhận lệnh đi tìm người gửi nam việt quất cùng một số loại quả mọng xong nhớ đến việc kia bèn nói chuyện chén nước trà có cần điều tra thêm không Em cảm thấy đãng sau vẫn còn uẩn khúc tống thành hơi lim dim mắt, hồi tưởng lại đêm ở ngoại ô khi hẳn gặp thanh tường. Rõ ràng là hoàn cảnh trái ngược so với buổi trưa hè nắng gắt khi Phan Thủy Tường bước vào trong tầm nhìn của hắn, nhưng dáng vẻ hai người hết sức giống nhau, lời nói mềm mại như nước cũng thật giống. Hắn nhàn nhạt nói, không cần điều tra nữa. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Diệp Phong có chút bất ngờ, nhưng thấy Tống Tổng có vẻ không muốn nói chuyện thêm, anh cũng thức thời rút lui. Nào ngờ, vừa bước chân ra đến cửa lại nghe tiếng Tống Thành bay đến, hoa hồng vàng đáng ghét lắm mà. Gì vậy? Đừng nói xếp nhà anh lại muốn tính chuyện đi buôn hoa. Diệp Phong hẳng giọng nén cười, không, rất đẹp. Có điều nó chỉ dành tặng bạn bè còn trong tình yêu hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội ra là thế tống thành suýt ngã ngửa cho nên mới ôm ấp mối tình đơn phương lâu như thế dòng dã bao nhiêu năm tháng giờ vừa gặp thanh tường đã trao đảo tống thành lắc đầu cô ấy đâu phải người yêu tôi đúng vậy tuy nói tống thành theo đuổi phan thủy tường nhưng thực ra hẳn chưa từng nghĩ sẽ biến cô thành người của mình cũng chưa từng có khao khát quá phận với cô hắn đối với cô phần nhiều là hiếu kỳ muốn ở gần cô làm mọi thứ cùng cô để thỏa mãn trí tò mò thế thôi so với cảm giác trong sáng đó thì những gì hắn suy nghĩ về an nhiên còn mãnh liệt hơn nhiều dù hắn cũng không lý giải được nguyên nhân chính xác nhưng hắn thật thích cảm giác trêu đùa cô lăn lộn với cô làm cho cô cười làm cho cô nức nở làm cho cô hạnh phúc nếu phan thủy tường là áng mây trời êm ái chợt đến rồi chợt đi thì an nhiên lại là một cái gai hoa hồng găm sâu vào trong tâm khảm hẳn cô làm hẳn đau đấy nhưng cũng rất biết quyến rũ sự chú ý của hẳn tống thành cũng không biết cảm giác đó gọi là gì chỉ biết răng hẳn như đang say nhưng trận say này hẳn thà không tỉnh lại tuy miệng nói không điều tra nữa nhưng hẳn vẫn thấy lấn cấn trong bụng thanh tường kia chắc chắn có liên quan đến phan thủy tường nhưng hiện tại hắn đã có người khác đáng để bận tậm hơn nên cũng lâu rồi hắn không nhớ về người bạn học năm xưa nữa tường ví hơi ngẩn ra hoa mua cho vợ sao nếu thế thì còn lâu cô mới thèm chỉ chỗ hi có đi qua hai tòa nhà rẽ trái là tới rốt cuộc vẫn là bị cặp mắt phượng của hẳn chiếu tướng Tường vì chậm gì gì nói ra Tống Thành lập tức quay đi. Hắn bận rộn đi tìm tiệm hoa để sửa lại sai lầm hôm trước, hoàn toàn không hề biết. Tường ví ngồi lại trong phòng hẳn, tay chân tái máy đem chiếc bút hẳn vừa dùng ôm vào ngực. Đây là bí mật của tường vi mà cô đã ôm ấp bao lâu nay. Tống Thành à, cô nức nở áp mặt xuống bàn gỗ trơn bóng, cảm nhận hơi ấm ít ỏi hẳn lưu lại anh lại có thể trở nên ngọt ngào như vậy sao? Tường vi sờ soạng đồ dùng của Tống Thành một hồi, ánh mắt bất ngờ rơi trên chiếc áo gió hẳn treo trên mắt gỗ. Trong cơn mụ mị, cô vứt giày, đi chân trần đến chỗ mắc áo, đem áo gió ôm vào. Lòng hít ngửi, còn thơm hơn mùi của ghế da cô vừa ngồi, hương vị nam tính của Tống Thành tức khắc lấp đầy hai buồng phối của tường vi dường như vẫn chưa đủ, cô liều mạng cởi sạch váy áo trên người, không sót một mảnh vải nào. Sau đó, tường vi đem chiếc áo gió màu xám kia tròng vào người. Lớp vải sột soạt như bàn tay người mơn trớn làn da mịn màng của cô, bao bọc lấy thân thể mềm mại của cô. Xếp à, Tống Thành, làm ơn ôm em đi. Ôm chặt giống như vậy. Cô kéo cao khóa áo, để chiếc áo bọc kín người mình. Ai bảo Tống Thành trời sinh đã có cây mã tốt, gia cảnh tốt, thành tích nếu thích thì cũng tốt. Người mê hắn đâu phải chỉ có một, hai người vũ như hay tường vi. Thanh tường nhìn thanh nhuệ tung tăng chạy ra khỏi cổng trường, sắc mặt ửng hồng tìm đến cô thì hết sức kinh ngạc, mới mấy ngày chưa gặp mà em đã có người yêu rồi sao? Thanh nhuệ cười tươi như hoa nở, khóe môi nũng nịu rơi xuống, ai nói? Yêu đương gì tầm này? một đám con trai trường em toàn lũ mặc váy, không thì cũng trẻ con. Em đây không ưng đứa nào hết, không ưng trẻ con, vậy chẳng lẽ ưng người đã trưởng thành như Tống Thành sao? Thành Tường trột dạ liền nói, người đó là của chị Thủy Tường rồi, em đừng có mơ mộng mất công. Thanh Nhuệ bị nói thì tức đỏ mặt, dậm chân hét nho nhỏ, em thèm vào, mà hình như tiếng thèm nhấn âm rõ hơn những tiếng còn lại. Được rồi. Chị biết rồi, Thanh Tường đã quen với những tình huống loạn xị ngậu như vậy, chỉ chậm rãi nói, sáng nay chị có tới bệnh viện thăm chị ấy. Bác sĩ có nói là, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã rời xa khỏi cổng trường đông đúc. Hoàng hôn buông xuống tạo nên một cảnh tượng huy hoàng, vạn vật được tắm trong ánh nắng ấm áp cánh cổng lớn của biệt thự đầy khí phách mở rộng đón chiếc xe đen bóng âm thầm lao vụt vào sân tống thành suýt chút nữa ồ một tiếng khi thấy không chỉ nguyễn vũ như mà cả an nhiên cũng đi ra đón hẳn hắn chớp chớp mắt mấy cái mới thực tin là cô đứng ở đó đợi hẳn về hơn nữa còn đứng chung với cả vũ như xe vừa tắt máy hẳn đã nhanh chóng nhảy xuống trước đi ra mở cốp xe Vũ như vui sướng chạy tới, anh Thành, hôm nay đi làm. Có vất vả lắm không? Để Vũ như giúp anh cầm, oa a a Vũ như muốn đến cầm cặp tài liệu cho. Tống Thành, ngờ đâu hắn vừa mở cốp xe, cô suýt thì loa mắt bởi bó hoa cực đại, gồm 99 bông hồng nhung đỏ thẩm xếp lại. Euro ô vội lôi kéo an nhiên tới, em gái mau nhìn xem, hoa anh Thành mua tặng chị đẹp chưa này hồng nhung đỏ thảm lộng lẫy bông lại lớn chắc chắn nhập khẩu từ châu âu rồi an nhiên chẳng biết âu á gì cô chỉ cảm thấy bó hoa kia quá sức phô trương vũ như không để ý đến ai tự mình tiến lên ôm lấy hoa tống thành không định đưa thấy cô giơ tay vui vẻ nhận hẳn còn tính ném ra địa chỉ với số điện thoại thích thì tự đến mà đặt vũ như cũng chẳng cần hẳn đưa cứ tự mình ôm chặt món quà bất ngờ khen nức nở anh thành thật là lời ga lăng đi làm còn biết mua hoa về tặng em cơ đấy tâm tình đang tươi đẹp của tống thành liền rũ xuống như cành hoa bị dội nước sôi Hắn quay sang nhìn An Nhiên, thấy cô vẫn thờ ơ nhìn chị gái Tiếu Tít khoe khoang thì có chút bực. Cô không có biểu cảm gì khác ngoài vẻ mặt lạnh nhạt đó sao? Chồng mình tặng hoa cho phụ nữ khác, không tặng mình mà vẫn không ghen sao? Tống Thành cảm thấy muốn thử một chút, xem có thực sự là cô không ghen. Hắn liếc Vũ như một cái, hỏi: "Thích lắm sao?" Vũ như ngoan ngoãn gật đầu, rất thích sau đó, tính xấu vẫn không kiềm chế được, lại buông lời khiêu khích nhưng chỉ có em nhận được hoa thì hơi ngượng. Nếu an nhiên tủi thân thì, lập tức an nhiên cắt lời, không cần. Tôi chẳng việc gì phải ghen tức với một bó hoa phô trương và thô tục như vậy. Câu nói của cô vừa hay lọt vào tai Tống Thành, khiến mặt lạnh của hẳn lại càng lạnh lẽo thêm. Phô trương, thô tục, hắn nghiến răng đến hồng nhung, nữ hoàng của các loài hoa, mà cô ta cũng dám nhắm mắt chê bừa sao. Hắn tức giận đến mức muốn rằng lấy bó hoa ném xuống đất mà dẫm đạp giống như dẫm gãy phản ứng kiêu kỳ lạnh nhạt kia. Tống Thành quay người lấy cặp tài liệu từ trong cốp xe ra. Chợt mắt hẳn chú ý tới một thứ xinh đẹp đang nãm trong cốp. Bao nhiêu bực dọc của hắn lại vơi đi một phần cẩn thận đem thứ đó cất vào cặp, sau đó hẳn mới đóng cốp xe, đi thẳng vào nhà. Lúc đi ngang qua an nhiên, hẳn liếc nhìn cô một cái, vừa đúng lúc cô cũng ngẩng lên. Bắt được ánh mắt lạnh lẽo của Tống Thành, cô bất giác run rẩy nghĩ liệu hẳn có bực quá mà tát cô một cái như lần trước hay không? Dẫu biết là lần nào đấu với hắn cũng bị thua, nhưng cô không cách nào kiềm chế hễ hắn xuất hiện cơ thể cô tự động phản ứng máu huyết trong người bị kích động cũng dần dật chảy theo thái độ sợ hãi vẫn cố làm ra cứng cỏi của an nhiên khiến tống thành nghĩ đến một cảnh phim tài liệu hắn từng xem con mèo nhỏ đi lạc bị đàn chó quay lại nó run lẩy bẩy uốn cong lưng xù hết đám lông để làm mình trông to hơn hai mắt tròn xoe trợn lên không dám chớp mắt Liên tưởng ấy khiến tâm tình hắn nguội bớt, không chấp nhặt cùng cô nữa. Hắn mà còn dọa thêm, chẳng khác nào tự coi mình là chó. Tống Thành về phòng trước, An Nhiên chờ một lát cũng nối bước theo sau cô không muốn đứng nghe vũ như lải nhải về mức độ đắt tiền của bó hoa lại càng không có nhu cầu nghe chị ta ca ngợi đức ông chồng hụt dịu dàng tử tế vũ như sau khi chứng kiến cảnh tống thanh dương cung bạt kiếm với an nhiên đến nỗi hắn phải tức giận rời đi mà trong lòng như chảy ra mật ngọt người đàn ông của cô hôm nay tặng hoa cho cô lại còn hắt hủi đứa con gái kia khiến cô một phen thoải mái Vũ Như ôm hoa về phòng, chọn một góc thật đẹp rồi bày biện. Hồng Ngọc thấy cô chủ tâm tình vui vẻ mang theo bó hoa lớn liền lon ton chạy tới, luôn miệng suýt xoa, ai mà chơi sang dữ vậy. Hoa này chắc chắn rất đắt tiền. Vũ Như bày hoa xong, liền cầm duy băng lên xem. Mặt sau duy băng có ghi rõ tên cửa hàng cùng thông tin liên lạc. Cô mở điện thoại, thử tìm kiếm một chút. Đúng là cửa hàng hoa nổi tiếng đắt đỏ thật. Vừa mới gõ tên đã hiện đầy đủ trang chủ long lanh rực rỡ. Hồng Ngọc thấy Vũ như lướt lướt tìm sản phẩm, cũng tò mò ghé đầu lại. "Đây rồi." Hồng Nhung nhập khẩu từ Pháp. "Không bán lẻ mà chỉ bán theo bó lớn, từ 20 bông, 50 bông, lớn nhất là bó 99 bông." Vũ như kiêu ngạo đọc to lời quảng cáo. Đây là bó 99 bông, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm và lãng mạn. Xem ra kiên nhãn của mình đã được đền đáp rồi, thoạt đầu cô còn không dám hy vọng gì, còn nghĩ Tống Thành muốn tặng cho An Nhiên nên mặt dày dành trước. Không ngờ hẳn thực sự lại không ý kiến gì khi cô nhận lấy bó hoa. Với bản tính lạnh lùng, thâm châm của hẳn, đây chẳng phải là ngầm đồng ý thì là. Gì? Vũ như hoan hỉ ngồi vào bàn trang điểm. Lát nữa xuống ăn cơm, cô phải chọn một bộ váy khác thích hợp. Biết đâu hôm nay Tống Thành thực sự có hứng, cô tranh thủ quyến rũ hắn một chút lại được việc như ý. Chưa đầy 5 phút sau, tóc Vũ như còn chưa trải xong đã thấy tiếng hồng ngọc lẩm bẩm sao lại có 98 bông. Chẳng phải trên trang bán hàng nói là 99 sao. Chiếc lược trên tay Vũ như lập tức hạ xuống. Cô nhíu đôi lông mày sắc xảo lại, ném một tia khó chịu về phía Hồng Ngọc mắt mũi thế nào mà lại đếm thành 98. Hồng Ngọc bị mảng oan, vội thanh minh, cô chủ tôi đếm đi đếm lại hai lần rồi không thể nhầm được. Có khi nào cửa hàng đó làm ăn tắc trách gói thiếu một bông không? Vũ như vội chạy đến, mang hoa ra đếm. Càng đếm càng sốt ruột. Đúng là 98 bông thật cô tức giận gọi điện đến phàn nàn với chủ cửa hàng. Bên kia vừa thấy cô phản ánh đã nói ngay, chị ơi, cửa hàng chúng em làm ăn uy tín, không bao giờ có chuyện ăn gian của khách một bông hoa đâu à. Thế tại sao hoa tôi nhận chỉ có 98 bông? Một bông nữa đi đâu? hả cô nói thử xem, Phan Thủy Tường, hắn không cần gặp lại. Tốt nhất không nên gặp lại. Diệp Phong vừa đi thì Tường Vi bước vào, dáng người đồng hồ cắt cùng mái tóc sóng sánh như mật ong rung động theo mỗi bước chân. Cô cũng là người của phòng thư ký, chức vụ chỉ dưới đại tông quản đang ở trời u kia thôi. Cô khéo léo chia ra một tập tài liệu, xếp à, anh ký giúp em nốt quyết định này, tông thành mở bút, những ngón tay mạnh mẽ đưa vài đường, hiện ra chữ ký đậm nét và cân đối ký xong hắn vứt lại cây bút cầm theo khóa xe đi ra ngoài tường vi còn muốn nói gì đó nhưng thấy hắn đi nhanh như thế cô lại đem lời muốn nói nuốt ngược trở lại chợt bàn tay mở cửa của tổng thành dừng lại giữa không trung hắn quay lại hỏi gần đây có tiệm hoa nào không Dạ, bây giờ em sẽ liên hệ với nhân viên gói hoa, 5 phút nữa chúng em xin phép gọi lại ạ. À? 5 phút đó mà Vũ Như thấy như 5 tiếng đồng hồ. Đến khi nghe thấy nhân viên cửa hàng hoa báo rằng chính xác đã giao bó hoa có đủ 99 bông, chính tống thành kiểm tra trước khi ký nhận hàng thì Vũ Như mới ngỡ ngàng vậy là mất một bông thật. Chắc chắn không thể rơi trên đường được. Bông hoa khuyết thiếu khiến Vũ như cảm thấy niềm vui chiến thắng bị giảm đi độ hoàn hảo. Đến bữa cơm chiều, cô quyết định diện một bộ váy lụa đỏ thảm, tự coi mình chính là bông hoa thứ 99. Đến khi đi ra hành lang, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô, xui khiến cô đổi hướng, đi về phía phòng của An Nhiên. Cửa phòng không khóa, từ trong nhà tắm, tiếng nước ào ào bay ra vũ như đầy hé cửa đi vào chưa được ba bước đã dừng sững lại trên giường nhỏ một bông hồng nhung rực rỡ nằm yểu điệu kiêu ngạo hất mặt về hướng cô như muốn nói tôi mới chính là bông hoa cuối cùng cô tức đến hộc máu hoa của cô là mặt dày tranh giành mới có vậy mà nguyện an nhiên không làm gì lại được người ta mang đến tận nơi đặt tận giường đúng là đáng hận Vũ Như Định đi tới lấy bông hoa nhưng tiếng nước bên trong chợt ngừng. Cô vội vàng chạy ra ngoài, không dám ở lâu thêm. Vừa mới từ phòng tắm đi ra, An Nhiên nhìn thấy bông hồng đỏ trên giường thì cảm thấy như có người dùng dao nhọn chọc vào mình. Đây chẳng phải là hoa tổng thành mang về sao? Nguyễn Vũ Như đem tới để chọc tức cô chắc, muốn khẳng định vị thế đến mức này cô bực mình muốn đem hoa kia liệng vào sọt rác hồng nhung pháp cái gì chứ hai người muốn bày tỏ tình yêu cũng đâu cần dỗi việc lôi cô vào đến khi xuống nhà ăn nhìn thấy vũ như một thân váy đỏ rực rỡ kêu xa như một đóa hoa lộng lẫy an nhiên lại càng chắc chắn hơn suy đoán của mình cô nghiến răng cố gắng chịu đựng cái dạ dày đang quặn lên của mình mình chỉ đang khó chịu với kẻ hai mặt thôi cô tự nhủ không liên quan đến việc bó hoa kia tặng hắn cho ai tống thành vẫn như cũ gõ gõ trên mặt bàn bên trái yêu cầu cô ngồi xuống hắn còn đang đọc dở một cuốn tạp chí ngay cả đũa cũng chưa đụng vũ như ở bên cạnh thấy hắn vẫn chưa vào bữa thì cũng phải chờ đợi theo an nhiên cảm thấy áp lực vô hình đang bùa vây tứ phía Trốn không xuống ăn thì hắn sẽ tức giận, xuống ăn rồi cũng chẳng được yên. Bên cạnh là Tống Thành vừa bị mình chê bai đến nổi cơn tam bành, đối diện lại là Vũ Như Đắc Ý muốn tìm mọi cơ hội để chế nhạo cô, khiến cô thở cũng không dám thở mạnh, đành vội vàng mau chóng bưng bát lên, tìm cách ăn cho nhanh rồi chuồn trước khi nổ ra một vụ ầm, nữa đúng là loại không có giáo dục vũ như thấy rõ ràng tống thành cố ý chờ an nhiên xuống cùng dùng bữa khiến cô ta cũng phải chờ đợi theo thế mà kẻ ngạo mạn kia vừa xuống tới nơi không nói không rẵng đã vục mặt vào bát cơm chẳng ra cái thể thống gì thật đúng là đẳng cấp thấp hèn mọi rợ đáng buồn nôn